chưa được gặp lại mọi người trên kênh YouTube mình nha. Bữa nay thì mình tiếp tục đi ra cây cầu để mà quay cho mọi người cùng xem là cảnh anh em xà lan chưa qua đây các bạn. Như chiếc này đây thì bình thường thì ảnh có thể vô được, nhưng mà hôm nay thì vô không được rồi nè. Giờ phải tháo cái cabin ra để mà vô nha. Rồi tình hình dạo này thì mực nước nó dâng cao các bạn. Rồi hạ xuống luôn. Hạ cái phần ở trên xuống luôn nha các bạn. Đem cái ghế ra luôn, còn cái phần này sẽ hạ xuống luôn nè. Cậu chị này đang đứng đây các bạn. Bình thường mấy chiếc này vô rất là nhanh nha, bữa nay thì phải hạ xuống rồi nè. Như bên bự bự biết sao nha, thường bên bự bự thì bơm nước hết các bạn. Hôm nay thì chắc có lẽ là sẽ bơm nhiều hơn bình thường nha. Máy này ít khi bị kẹt cầu luôn các bạn, cho nên là cái cabin thì thường là làm rất là cố định nha. Còn những mấy anh cao cao thì ảnh đi ngang anh hạ xuống rất là nhanh các bạn, làm chốt sẵn hết rồi. Rồi để xuống. Ok. Cho anh Tài Công sẽ lái chiếc xà lan giống mình qua cầu nha. Để chị đi phía trước cho quan sát tiếp nữa nè. Giờ canh lại để mà vô các bạn. Rất là ơi cái vòi nước kìa, bún kìa. Mới nạp nhẹ cái mà khói nó ra phía sau rồi. Này qua xong mà phải lắp lên lại nữa các bạn. Qua xong lắp lên lại xong rồi mình sẽ thổi cái phi nước kìa. Trời ơi cái phi nước. Qua qua. Trời ơi. Có bao nhiêu nữa đó mà phải tháo hơn gần cả buổi đó các bạn. Cái phi nước xuống dưới. Giờ phải dựng lên từ từ đây. Lát nữa thì lấy đá xong thì xà lan cổng ra thì không đánh nổi các bạn. Đây chiếc xà lan tiếp theo nghe các bạn. Cái này anh đang bo vô từ từ đây. Trong con chiếc đang bóp kèn để cảnh báo cho anh này nghe các bạn. Theo mình nghĩ thì anh này sẽ vô trước nha, bên kia còn quá xa. Đây giờ anh sẽ từ từ bo vô nha.
cái đoạn này các bạn mùa khô thì nó bị mắc cạn các bạn, tàu cẩm ra sẽ dễ bị cạn các bạn. Còn mùa nước nổi như thế này thì sẽ bị dính cabin lại các bạn. Như anh xà lan này thì anh đã hạ cái cabin từ phía xa để mà vô nè. Quá bự luôn. Đi ngang cái đoạn này thì anh nào cũng bự bự không rồi các bạn. Trong này thì xà lan đang ra các bạn, anh Gia Bầu thì anh đang đứng ngoài kia để mà anh đợi nha. Trên xuống chiếc nữa kìa, trời ơi chạy dữ vậy. Anh đang tăng tốc để mà anh đi trước đây các bạn, trời ơi. Quá dữ. Anh này với anh xà lan miền Bắc nha, biển Hải Phòng đây các bạn. Sẽ bò về hướng Hà Tiên các bạn. Quá dữ rồi. Mùa này thì nước dâng cao các bạn. Như bữa nay thì nước lớn rất là nhiều nha. Bên đây một chiếc xà lan cũng đang từ từ canh để mà vô nha. Đằng sau mình thì mình thấy là xà lan cũng vẫn còn đang vô rất là nhiều nha, đang xuống chứ. Đây bên trong anh này đang bo ra nha. Bên kia thì anh đang né qua một bên để mà anh vô các bạn. Mình nghĩ là anh này khi mà bo vừa dứt đuôi xong thì anh kia sẽ lắp vô nha. Đó kìa, trời ơi. Quá dữ. Còn rất là cao các bạn. Để mà vô nha. Nãy giờ tại anh tay công nên kỹ nữa các bạn. Bây giờ có khoảng trống nhưng mà anh không chịu vô nha. Giờ thật sự vô được thì anh sẽ vô đây. Như anh xà lan lúc nãy thì anh đi đứng xa nhưng mà anh vô trước rồi nha. Đây đang quay cái mũi vô nè. Rồi cao dữ vậy, còn cao lắm. Nhìn ông mình thật sự kỹ luôn á, nghe quanh cách gần cá nước mà anh sợ bị động các bạn. Anh xà lan này từ bên trong đi ra nha. Biển Kiên Giang, anh sẽ quẹo về hướng nào đây?
sát bờ luôn kìa các bạn. Chân dây chạng. Đây tiếp theo là anh chạc nha. Quá rồi, anh tài công này anh đậu cho một cái ghế rất là đỉnh nha các bạn. Đây các bạn, đây là anh xà lan chở xi măng non nha. Có những cái bồn nó bự đây. Thường thì vô lấy xi măng bơm như cái bồn này đây các bạn. Quá trời mấy cái bồn này nhìn rất là ngầu nha. Bữa nay nước cao lắm, không biết anh này có thể qua như thế nào đây. Quá cũng được. Qua nở chạy. Rồi khích gạch vậy. Ghê quá vậy. Rồi chịu chiếm mấy cái mùi. Khích gạch luôn chàng. Anh này anh lách vô trong nè, giờ phải lấy ra ngoài để mà né nè. Rồi anh cao anh kia biết bao nhiêu nữa. Mình đã nghe tiếng kèn của anh xà lan phía trên xuống các bạn, nhưng mà chưa thấy ảnh nha, không biết bự nhỏ thế nào đây. Rồi lách sát cái trụ luôn rồi chàng. Cái anh nhỏ nhỏ kia thì anh qua kia anh đậu luôn rồi các bạn. Rồi tới cái anh này vô nha. Đây, đang canh đi vô. Bên này nước nó quá trời lớn luôn. Kìa con kìa. Dữ. Tại cộng anh nấp xuống kìa. Bên này nữa nha các bạn. Đang bò vô nè. Anh này thì vô cái là khỏe đây các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.